Charlottesville và bức tượng của tướng Liên minh miền Nam Robert E. Lee đã thu hút các cuộc biểu tình bạo lực đến Charlottesville, Virginia. Sẽ được làm tan chảy và biến thành một tác phẩm nghệ thuật công cộng mới bởi một trung tâm di sản người Mỹ gốc Phi. Hội đồng thành phố đã quyết định cách thức tiêu hủy bức tượng hiện đã bị dỡ bỏ ở trung tâm của cuộc biểu tình đoàn kết cánh hữu vào năm 2017 trong một cuộc họp kéo dài đến sáng thứ Ba. The Daily Progress đưa tin, bức tượng Lee và một bức tượng khác của tướng Liên minh miền Nam Thomas Stonewall Jackson đã được dỡ bỏ vào cùng ngày trong tháng 7. Theo tờ báo, thành phố đã nhận được 6 đề xuất từ các đơn vị quan tâm đến việc lấy một trong hai đề xuất này. Các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu để tặng bức tượng Lee cho Trung tâm Di sản người Mỹ gốc Phi thuộc trường Jefferson, nơi đề xuất Swords Into Plowshares đã nhận được gần 30 lá thư ủng hộ từ các tổ chức và cá nhân, bao gồm hậu duệ của các cộng đồng nô lệ tại Đại học Virginia và con cháu của Monticello. Cộng đồng nô lệ, giám đốc điều hành của trung tâm Andrea Douglas cho biết, hy vọng của chúng tôi với Swords Into Plowshares là tạo ra thứ gì đó có thể biến những thứ từng là độc hại trong không gian công cộng của chúng tôi thành một thứ gì đó đẹp đẽ hơn, có thể phản ánh các giá trị xã hội của toàn cộng đồng chúng ta. Chúng tôi đang mang đến cho mọi người cơ hội tương tác với những câu chuyện của chúng tôi và lịch sử của chính chúng tôi. Dự án này cung cấp một bản đồ lộ trình cho các cộng đồng khác cũng làm như vậy. Thông cáo báo chí của Trung tâm Di sản Bletchell cũng nói rằng một quá trình tham gia của cộng đồng sẽ thông báo cho dự án nghệ thuật công cộng, với số tiền 590.000 đô la đã được huy động. Tờ báo đưa tin, hội đồng chỉ bỏ phiếu về việc bố trí bức tượng Lee vào sáng thứ Ba. Việc gỡ bỏ nó vào mùa hè này đã diễn ra hơn 5 năm sau khi các nhà hoạt động công bằng chủng tộc tiếp tục thúc đẩy gỡ bỏ nó, thu hút sự phản đối từ các nhóm phân biệt chủng tộc mà đỉnh điểm là cuộc biểu tình chết chóc năm 2017. Tòa án cấp cao nhất của Virginia ra phán quyết thành phố có thể dỡ bỏ tượng Lee và Jackson. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.